Chào thầy và các bạn, em là Phan Thị Hiên, hôm nay sẽ đại diện cho nhóm y học cổ truyền 47 trình bày về chuyên đề Kayan Yoga và Kayan Meditation. Đầu tiên là Kay là gì? Là một bài tập làm khỏe cơ sàn chậu và hỗ trợ các cơ quan sinh dục. Phương pháp tập luyện này có tác dụng trực tiếp đến các cơ sàn chậu, còn được gọi tắt là cơ BC, tên viết tắt của Pubococcygeus. Cả nam và nữ đều có cơ BC. Cơ BC hỗ trợ nâng đỡ các cơ quan vùng chậu. Cơ BC giữ cho các cơ quan này đúng vị trí, không bị sa xuống khi vận động và chạy nhảy, đồng thời kiểm soát tốt chức năng đường tiểu, đường tiêu hóa dưới và duy trì chức năng tình dục. Đối với phụ nữ thì sẽ giúp cải thiện các triệu chứng như là xón tiểu khi hắt hơi, cười hoặc ho, tiểu lắt nhắt, sa tử cung và xón phân, xón hơi. Ngoài ra thì thực hiện bài tập Kay cũng giúp phụ nữ tăng cường khả năng co thắt các cơ khi yêu, giúp đạt cực khoái dễ dàng hơn, dễ sinh thường hơn, giảm nguy cơ rò rỉ đường tiết niệu, xe khích âm đạo, săn chắc hồng hào vùng âm hộ, giảm nguy cơ sa dạ con với phụ nữ sinh thường, giảm nguy cơ mất kiểm soát tiết niệu và đường ruột. Còn đối với nam giới thì cải thiện chức năng cương dương, kiểm soát xuất tinh, cường độ cực khoái ở nam giới. Ngoài ra, thực hiện bài tập Kay cũng giúp nam giới giảm và ngăn ngừa rối loạn cương dương, tăng kích thước dương vật, cải thiện chức năng tình dục, kiểm soát xuất tinh và thời gian cương cứng, kiểm soát đường tiết niệu, cải thiện sức khỏe và bàng quang. Cách thực hiện bài tập Kay. Đầu tiên, với động tác hai cầu chân tập trung vào vùng xương chậu, mục tiêu là củng cố phần xương chậu. Đặt bằng hai chân trên sàn, nằm xuống đưa gót chân đến gần mông nhất có thể. Bạn có thể nắm phần gót giày và đưa chân gần về phía mông, sau đó dùng phần hông đẩy người lên, gập đầu gối thẳng và đưa người lên cao, giữ tư thế ở vị trí cao, rồi sau đó đưa người xuống từ từ và nhẹ nhàng. Tiếp tục như vậy, đưa người lên cao, gập ở vị trí cao nhất để căng các cơ và giữ khít nhất có thể, giữ như vậy khoảng 20 giây. Lưu ý, để tập luyện hiệu quả thì chúng ta cần điều hòa nhịp thở, giữ bàng quang trống, duy trì thói quen tập luyện. Meditation, thiền là một phương pháp thực hành liên quan đến việc rèn luyện tâm trí để tập trung vào thời điểm hiện tại và mang lại nhận thức cho cơ thể. Yoga là phiên âm tiếng Phạn của từ duy, có nghĩa là đặt mình dưới một điều ngự tập trung và chuyên chú, là một bộ môn mà khi tập, người tập cần kết hợp các tư thế yoga, kỹ thuật hít thở và ngồi thiền. Bộ môn này không chỉ giúp rèn luyện thân thể mà còn giúp rèn luyện và khai mở tâm trí. Nhiều người cho rằng bộ môn này giúp tâm trí được thư giãn, giảm căng thẳng và nhờ đó sức khỏe được cải thiện. Tuy vậy, thiền và yoga không giúp ích nhiều trong việc làm khỏe cơ sàn chậu và hỗ trợ các cơ quan sinh dục. Cả hai phương pháp hỗ trợ rất tốt trong việc rèn luyện vỏ não, các cơ quan khác và tiết ra các hormone lành mạnh khác trong cơ thể. Cuối cùng, thiền và yoga có thể được sử dụng kết hợp với các kỹ thuật vật lý trị liệu, sức khỏe vùng chậu, chẳng hạn như liệu pháp thủ công, các bài tập và giáo dục về các chiến lược kiểm soát cơn đau. Em xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe phần trình bày của nhóm em.